vô hình là lực lượng công an dẫn đường. Tiếp theo là khối mô tô thể thao. Là thành viên của câu lạc bộ Trung Dũng Quyết Thắng thành phố Hải Phòng. Câu lạc bộ được thành lập ngày 22 tháng 12 1976, trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã quy tụ hơn 2.000 hội viên gồm cán bộ trung, cao cấp quân đội và công an nghỉ hưu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội viên câu lạc bộ hoạt động tích cực, hiệu quả cho công tác chính trị xã hội. Đang tiến về lễ đài là khối câu lạc bộ Thái Cực Hoa Phượng Đỏ thành phố Hải Phòng. Câu lạc bộ là nơi hội tụ của nhiều lứa tuổi khác nhau trên địa bàn thành phố, có cùng sở thích tập thể dục buổi sáng để rèn luyện sức khỏe. Tiến qua lễ đài là đoàn thanh niên công ty xi măng Vicem Hải Phòng. Ngay sau đây là 31 bạn đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 2.800 đoàn viên thanh niên quận Đồ Sơn, phát huy truyền thống quê hương Đồ Sơn anh hùng. Đang tiến về ở lễ đài là đoàn thanh niên công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Cảng Hải Phòng được hình thành từ năm 1874, trải qua gần 450 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay Cảng Hải Phòng. Chạy qua lễ đài là đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là... Thank you.